Đó, đây anh em nhá. BL2.18 đang đánh với G-Sup 28 anh em ạ. Dòng mưa với về của lưới Gautic. Con này thì 3000W giờ mấy anh em nhá. Độ nhạy 100-141 dB bass anh em nhá. Có thể chạy dung tuận 28Hz. Đó, con này đánh tiếng thì cực kỳ sâu anh em nhá. Sử dụng bass Lavalier anh em nhá. Bass Lavalier. Dòng này công suất rất lớn anh em nhá. 184.03. Ở Việt Nam thì anh em hay sử dụng 0.02 thôi anh em nhá, 0.02 thôi. Nhưng đây là sử dụng 0.03 anh em nhá. Đó. Dòng này thì miễn chê luôn anh em nhá. Đó, chất âm của nó tuyệt vời luôn, rất là lực anh em nhá. Đó, cực kỳ sâu. Sơn sơn cát anh em nhá. Nói chung là dòng này thì khỏi phải chê luôn. Đó. Đó, rất là chất. Đấy anh em có thể nhìn. Đó. G-Sup 28 anh em nhá. Đánh kiểu máy tôn kiểu như nhấc lên luôn anh em nhá. Nhấc máy tôn lên luôn anh em nhá. Đó. 3000W thì anh em phải dùng đẩy rất là lớn anh em nhá. Đánh cực kỳ khủng khiếp. Đó. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho bên em nhá. Xin chào tất cả các bác nhá. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.